Thưa quý vị, theo thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an mới được ban hành, thì biển số định danh sẽ có hiệu lực từ 15 tháng 8. Tức biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe và gắn với người đó suốt đời. Không được phép mua bán hay trao đổi phương tiện kèm theo biển số, ngoại trừ là biển số đấu giá. Vâng, và trước cái thực trạng này thì nhiều người vì mong muốn có được cái biển số xe đẹp đi với mình có thể nói là lâu dài, thì đã không ngừng săn tìm những cái biển xe ngũ quý, tứ quý trong giai đoạn cuối khi mà chưa áp dụng thông tư này. Anh Nguyễn Việt Cường, một người biết thông tin về mã số định danh từ sớm, nên ngay từ đầu, anh đã chủ động tìm kiếm và liên hệ với mọi người nhằm mua được một biển số ưng ý trước khi thông tư chính thức được áp dụng, vì khi đó, anh sẽ không thể mua biển số kèm theo xe. Thực sự là mình lúc này đang rất mong muốn tìm được những cái xe biển số thật là độc, đẹp. Càng đẹp, càng giá trị cao thì lúc này lại càng thích. Trước đây thì bỏ ra cái tiền tỷ để mua một cái biển số xe thì thực sự là cũng không chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng sau khi mà thấy cái thông tư có cái chuẩn bị định danh biển số xe vào cái căn cước công dân, nó gắn với mình cả đời luôn. Nó như một cái tài sản riêng của mình ấy, thì mình cảm thấy nó bỏ ra cái tiền tỷ mà mua một cái biển số xe thì nó cũng không quá to tát nữa. Với biển số được coi là đẹp, gồm ngũ quý hay tứ quý như thế này, người tìm mua cũng đang sẵn sàng bỏ ra cả tỷ đồng, không tính giá trị chiếc xe, thậm chí vay mượn để đủ tiền. Những cái xe có những cái biển số xe sẵn sàng bỏ ra tiền tỷ để mua cái biển số không tính giá trị xe. Và cái giá trị lúc này nó có thể là 1 tỷ, nhưng sau này có thể nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và có muốn mua lúc đấy sau này nó cũng khó, rất là khó. Gặp một cái biển đẹp mình thấy hợp lý mà có thiếu một chút tài chính, mình sẵn sàng vay mượn anh em ngay. Vì nếu mình không vay mượn mình mua thì rất có thể là người khác người ta cũng mua mất, đến lúc có tiền rồi thì cũng lại không còn biển mà mua nữa. Thực tế hiện nay, nhiều người có nhu cầu tìm mua xe gắn biển số đẹp chỉ chủ yếu quan tâm đến biển số, bởi sau khi thông tư có hiệu lực, biển số này có thể gắn với một chiếc xe khác và họ sẽ được sử dụng lâu dài. Thật sự ra thì bây giờ nhà nước đang có cái chính sách định danh, cho nên là cái biển nó đi theo người suốt đời. Cho nên là gần như là bây giờ người dân, anh với cả anh em chơi bây giờ gần như là chỉ mua biển chứ không quan trọng xe. Có những con xe mà nó gắn vào những cái biển đẹp, nó có thể lên đắt, cái biển nó đắt hơn xe đến mấy chục lần. Đấy, nó tùy vào từng cái xe gì. Sau khi có thông tin áp dụng biển số gắn mã định danh, thị trường biển số xe đẹp đã rất sôi động khi được nhiều người tìm mua. Đặc biệt, vào giai đoạn cuối trước khi áp dụng thông tư 24 của Bộ Công an, vào ngày 15 tháng 8 sắp tới, nhiều xe biển đẹp đã tăng giá lên cả 100 triệu đồng. Hoặc gần cả tỷ đồng. Số rất là đắt. Đấy. Anh em chơi cùng tôi cũng có một vài anh em nó mua được các con số 5 con 5 hoặc 5 con 9, nó rất là đắt. Có thể là con xe nó chỉ giá 500-700, nhưng mua được cùng một cái biển số thế nó phải gấp đôi gấp ba, tức là từ 500 có thể người ta phải bỏ ra cái số tiền là nhân 3 lên mới mua được con xe như thế. Giá trị thực như con xe này giá trị thực nó 300, hơn 300, nhưng anh em tôi đã phải mua vào gần 600, có con là 600 rồi. Đấy. Thì nó cũng là nhân đôi, nhưng để bỏ ra đủ số tiền thì đấy còn mua được, nhiều anh em bây giờ có thích cũng không mua được. Biển số xe đẹp đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhưng một khi áp dụng thông tư mà những biển số này không được bán hết, thì người kinh doanh sẽ phải đăng ký và là chủ của biển số mãi mãi, tức họ sẽ chịu một khoản lỗ không hề nhỏ. Tuy nhiên hiện nay, nhu cầu tìm kiếm biển số xe đẹp vẫn rất nhiều.